坎坷，从天大树永远数不清。好，不去了，嘿，好，不去了，嘿嘿。躲过食人花攻击，可惜一碗灯也有戏。好，不去了，嘿，好，不去了，嘿嘿。快旋转吧，闪电耳旁响起，大象的耳朵下一起比喻食人鱼，打造着不畏惧。一起唱着狂想曲。豆丁，干丁，干净一点。一对两对三对，早起的蚂蚁把我叫醒。不去了，嘿，好，不去了，嘿嘿。大漠不散的香，鳄鱼是我的滑滑梯。不去了，嘿，好，不去了，山不冲出去。饺子充满动力，蝴蝶的海洋是我的双翼，彩虹里乘着风朝天际，再次唱着狂想曲。Về nơi quan giả. Tập 90. Vệ sinh rất quan trọng. Ricky, 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 tới đây giúp tôi một tay nào. Hôm nay tôi bắt được rất nhiều cá. Ricky, Ricky, mau xuống đây nào. Xuống đây đi, Ricky. Bambo, không phải cậu lại mang cá về nữa chứ. Đúng vậy, cậu nhìn xem. Hôm nay lại câu được rất nhiều cá. Cậu nhìn xem, có phải rất muốn ăn không? Chú cá này có sao đâu, còn rất tươi mà. Tại sao những loài động vật to cao đều là đồ ngốc vậy? Gần đây là mùa thu hoạch, đã ăn cá suốt nửa tháng rồi, cậu ta vẫn chưa chán. Ricky, mau xuống đây. Bambo, Scott Kip, chào các cậu. Chớ có nói nhiều, mà trả cá lại cho bọn tôi. Kẻ trộm kia, có trả lại cá không? Nếu không, đừng trách chúng tôi không khách khí. Số cá này là tôi bắt từ dưới hạ du sông. Sao tôi lại trở thành kẻ trộm cá chứ? Hơn nữa bây giờ đang là mùa thu hoạch, chỗ nào cũng là cá, có ăn cũng không ăn hết. Cá trong con sông này đều là của bọn tôi. Ai bắt cá thì chính là kẻ trộm. Mà giao cá ra đây. Các cậu như vậy cũng quá vô lý đi. Sao Bambo vẫn chưa lên nhỉ? Scott Kip lại dám tới tận đây để ức hiếp bạn mình sao? Tôi tới đây. Đã đến lúc rồi. Lại không mở cánh ra được. Lẽ nào vì mình ăn quá nhiều cá nên mập lên rồi? Đừng mà. Bay lên, bay lên, bay lên nào. Ricky, chú cá này cho các cậu đó. Cầm lấy. Cầm lấy này. Chẳng phải các cậu muốn lấy sao? Trả lại các cậu đó. Kiếp, em mau cầm lấy cá đi. Đã ăn cá suốt một tháng rồi, em thấy buồn nôn quá. Rốt cuộc là có muốn lấy không? Cứu tôi với. Cứu tôi với. Trả cá cho thì lại không lấy. Thật là kỳ lạ. Ricky, vậy chúng ta ăn chỗ cá này thôi. Lại cá nữa sao?
Đến mùa thu hoạch, không cần phải ăn trộm, cũng có đủ đồ ăn. Mọi người đều có rất nhiều đồ ăn. Đều ăn tới mập ú ra. Nói như vậy, chắc chắn Bambo cũng mập lên rồi. Bambo, ta tới đây. Ngày nào cũng ăn cá. Bambo, cậu không cảm thấy buồn nôn sao? Không, tôi cảm thấy rất ngon mà. Tricky, cậu làm sao vậy? Có phải thấy không khỏe không? Tricky, Closey, Bambo, gần đây ngươi ăn uống đầy đủ quá nhỉ? Bụng lại to lên rồi. Tên lùn này làm sao vậy? Nó làm sao vậy? Có phải là ăn no quá không? Để ta giúp người nhé. Ở trong bụng ta sẽ không thấy khó chịu nữa. Đáng ghét, các ngươi lại dám trêu chọc ta. Mau chạy thôi. Hai người đứng lại cho ta. Đứng lại. Đau quá. Hai người cũng thật là quá đáng. Sao lại vứt rác bừa bãi thế này? Ta sẽ không tha cho các ngươi đâu. Mau chạy thôi. Chạy thôi. Đứng lại. Các ngươi thật là vô ý thức. Vứt rác bừa bãi khắp nơi. Không chơi với các ngươi nữa. Ta không chơi với các ngươi nữa. Bambo, có phải chúng ta quá đáng lắm không? Vệ sinh ở đây đúng là rất tệ. Xem ra chúng ta phải dọn dẹp sạch sẽ thôi. Nếu không, đến Closey cũng chê bai chúng ta. Này này, các cậu đừng vứt rác bừa bãi nữa. Như vậy sẽ phá hoại môi trường của khu rừng đó. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Đừng vứt rác nữa. Dọn dẹp gọn gàng vào nhé. Hiểu rồi. Cảm ơn các cậu đã hợp tác. Tricky, chúng ta tiếp tục dọn dẹp thôi. Bambo, Bambo, chỉ có hai chúng ta dọn dẹp, cũng không phải là cách. Giờ cả khu rừng đều bừa bãi bẩn thỉu, chỉ bằng chúng ta dán biểu ngữ đi, để mọi người cùng bảo vệ môi trường. Hay đó. Cũng được đó. Chúng ta đi thông báo cho mọi người thôi. Này này, mọi người mau tới xem đi. Rừng là nhà của chúng ta. Vệ sinh cùng gìn giữ. Vì sự sạch sẽ của khu rừng, mọi người cùng nhau cố gắng bảo vệ môi trường nhé. Dứt rác bừa bãi sẽ phá hoại môi trường. Vậy sao? Vậy tôi sẽ về dọn dẹp ngay.
Bình thường dứt rác bừa bãi còn dẫn tới rất nhiều côn trùng nữa. Chẳng trách gần đây tôi cảm thấy ngứa ngáy khắp người. Đúng vậy, da của tôi cũng xấu hơn lúc trước. Ricky, chúng ta cũng đi giúp dọn dẹp thôi. Sạch sẽ quá. Giờ thì Clausy sẽ không chê bai chúng ta nữa chứ. Đúng vậy. Không ngờ đã trở nên sạch sẽ như vậy rồi. Các ngươi làm tốt lắm. Lần này ta sẽ không chê bai các ngươi nữa đâu. Ta tới đây. Chạy thôi. Tới đi Clausy. Đây mới là cuộc sống thật sự.